Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC trong chương trình tin tức cuối ngày do sứ ngôn viên Tuyết Nha và Hà Anh thực hiện. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo đã cho hay, lính cứu hỏa Canada chưa bao giờ thấy những ngôi nhà bị cuốn trôi. Cư dân của thị trấn Port-au-Prince của Canada mô tả sự hỗn loạn tuyệt đối mà họ đã chứng kiến khi cơn bão mạnh Fiona tấn công vào hôm thứ Bảy. Cảnh sát đã cho biết một phụ nữ 73 tuổi đã chết trong cơn bão, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở mũi phía tây nam của Newfoundland, với chỉ hơn 4.000 cư dân. Hơn 20 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 200 người cần nơi trú ẩn. Người lính cứu hỏa tình nguyện 38 tuổi Greg Cook, người đã sống ở Port-au-Prince từ năm 1995 cho biết, đó là trải nghiệm siêu thực nhất trong cuộc đời của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một điều gì như thế, ngôi nhà bị sóng cuốn trôi. Cơn bão Fiona đã đổ bộ vào miền đông của Canada vào hôm thứ Bảy, buộc ngư dân phải di tản khi gió giật lên tới 106 dặm một giờ và triều cường đã nuốt chửng những ngôi nhà trên bờ biển. Theo Tony Hoskins, người đã sống ở vùng trong 2 năm, cho biết bà đã rất sốc khi nhà của bà bị sóng đánh hư hại nặng nề, mặc dù ngôi nhà ở xa với bờ biển. Bà nói nó giống như một bức tranh về một vùng chiến sự đã xảy ra. Trong khi đó, những đồn đoán về sự xuất hiện lần đầu tiên của con gái ông Kim Jong-un. Ngày thứ hai đầu tuần này, Seoul cho biết họ đang phân tích một đoạn phim gần đây trên đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn về một bé gái mà truyền thông Nam Hàn đưa tin có thể là con gái của ông Kim Jong-un. Bé gái mà đài truyền hình Bắc Hàn cho thấy vào ngày 8 tháng 9 biểu diễn cùng những đứa trẻ khác trong sự kiện kỷ niệm ngày thành lập đất nước, dấy lên đồn đoán em được cho là con gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Sau khi các phương tiện truyền thông địa phương Nam Hàn đưa tin, trích dẫn các chuyên gia Trung Quốc, phát ngôn viên là Cho Yong Hun đã nói trong cuộc họp báo, Bộ Thống nhất Nam Hàn thừa nhận phúc trình và cho biết họ phân tích đoạn phim. Họ nói khả năng bé gái là con gái của ông Kim là rất thấp và không có cách nào xác nhận được những báo cáo này. Báo chí Nam Hàn cho biết đoạn phim KRT tập trung nhiều vào đứa trẻ và là em bé gái duy nhất không buộc tóc, cho rằng đây là hình thức đối xử đặc biệt. Nó cũng cho biết vợ ông Kim Jong-un là bà Ri So-chu cũng đã đến gần bé gái nói chuyện với em trong khi vỗ nhẹ vào lưng em sau buổi biểu diễn. Reuters chưa xác nhận được báo cáo này một cách độc lập. Đại sứ quán Iran ở Hy Lạp bị ném bom xăng. Quả bom xăng bị ném vào đại sứ quán Iran ở Athens trong bối cảnh biểu tình sau cái chết của cô gái bị cảnh sát ở Tehran bắt. Cảnh sát ở Hy Lạp hôm nay đã cho biết sự việc xảy ra vào lúc 1 giờ ngày 25 tháng 9, tức là 5 giờ của Hà Nội, sau khi hai người bịt mặt đi xe máy ném bom xăng vào bức tường đại sứ quán Iran ở thủ đô, khiến cho nó đã phát nổ sau đó, không có thiệt hại nào được ghi nhận. Đại sứ quán của Iran ở Athens hiện chưa bình luận về thông tin này. Vào buổi chiều hôm trước, khoảng 200 người tập trung ở quảng trường Sintama, trung tâm của thành phố, để phản đối việc chính phủ của Iran với cáo buộc trấn áp vào các cuộc biểu tình sau cái chết của Mahsa Amini. Người biểu tình đã hô khẩu hiệu hoặc cắt tóc để phản đối. Người biểu tình cũng hô khẩu hiệu phản đối bên ngoài văn phòng đại diện của Ủy ban châu Âu ở Athens vào chiều ngày 24 tháng 9 vừa qua. Thủ tướng Nhật Bản cần thảo luận về vấn đề nhân quyền với Việt Nam. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đưa vấn đề nhân quyền Việt Nam đi ra thảo luận với ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Việt Nam nhân chuyến thăm sắp tới của ông Phúc tới Nhật Bản. Ông Phúc tới Nhật Bản dự tang lễ của Thủ tướng Shinzo Abe ngày 27 tây tháng 9. Trong bức thư đề ngày 25 tây tháng 9, HRW cho rằng tình hình nhân quyền Việt Nam tồi tệ trong những vấn đề giam giữ tù nhân chính trị, giới hạn quyền đi lại người dân, tự do thông tin, tín ngưỡng và tôn giáo. Bức thư có đoạn viết như sau, chính phủ cấm việc thành lập hoạt động của những tổ chức, các nhóm mà Đảng Cộng sản cho là gây nguy hại cho sự độc quyền của Đảng. Các giới chức thường xuyên ngăn chặn người dân tiếp cận trang web và yêu cầu công ty mạng xã hội và truyền thông gỡ bỏ nội dung bị cho là có tính nhạy cảm chính trị. Những người công khai chỉ trích nhà nước độc đảng trên mạng xã hội đối mặt với những đe dọa sách nhiễu, hạn chế đi lại, bị hành hung, bị bắt giữ tùy tiện. Hiện nay, Việt Nam giam giữ 164 tù nhân chính trị theo HRW. Từ đầu năm nay tới nay, các tòa án Việt Nam kết án tù ít nhất 25 người vì lên tiếng chỉ trích vận động nhân quyền và môi trường. Họ đề nghị Nhật Bản công khai và không công khai kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho những tù nhân chính trị, bỏ những điều luật trong bộ luật hình sự thường được dùng để truy tố những nhà bất đồng chính kiến, bỏ các điều trong luật tố tụng thường được dùng để cấm tù nhân chính trị gặp người thân và luật sư trong quá trình điều tra. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Phụ tá Phó Thủ tướng bị đề nghị kỷ luật
ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, nguyên là phụ tá của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, vào ngày 26 tháng 9 đã bị Ủy ban Kiểm tra của Trung ương đề nghị Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét thi hành kỷ luật do dính líu đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành khác. Thông cáo báo chí phát đi vào ngày 26 tháng 9 của Ủy ban đưa ra đề nghị vừa nêu sau khi tiến hành kỳ họp thứ 20 vào ngày 23 và 26 tháng 9. Cụ thể thì Ủy ban nhận thấy hai ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Cả hai ông Dũng và Linh bị cho là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm noi gương, làm sai lệch chủ trương được nói là đúng đắn, nhân đạo trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân của Việt Nam về nước khi dịch COVID-19 bùng phát. Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng vào ngày 14 tháng 4 bị khởi tố và bị bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ, duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện những chuyến bay gọi là giải cứu công dân trong đại dịch COVID-19. Ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, đã có gần 30 năm làm việc trong ngành ngoại giao, kinh doanh qua nhiều vị trí công tác khác nhau liên quan đến các lĩnh vực hội nhập quốc tế, ngoại giao song phương cũng như là ngoại giao đa phương. Thưa quý vị, nhảy dù để giữ gìn sức khỏe cho cụ ông Bosnia 88 tuổi. Ibrahim Kalasic là người Bosnia là bằng chứng sống rằng thể thao mạo hiểm không phải lúc nào cũng trò chơi của tuổi trẻ. Vì ở tuổi 88, ông vẫn giữ thể trạng tốt bằng cách thường xuyên nhảy ra khỏi máy bay. Sau khi hoàn thành cú nhảy thứ 1487 trong cuộc thi nhảy dù ở thị trấn phía Tây ở Bihar vào cuối tuần, ông Kalasic đã được giới thiệu với môn thể thao này hơn 70 năm về trước, chia sẻ đây là cảm giác tuyệt vời. Ông nói ông tập thể dục hàng ngày 15 phút và vợ ông nói ông rất cẩn thận với chế độ ăn uống của mình. Ông nói thêm ở bất cứ nơi nào ông đến để nhảy dù, ông đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Nhiều người ngạc nhiên khi biết ông ở tuổi 88. Khi còn trẻ, ông đã trải qua khóa đào tạo tại trung tâm giày bay tại Serbia trước khi trở thành huấn luyện viên nhảy dù. Năm 1963, ông lập kỷ lục tại Nam Tư bằng cách nhảy ra khỏi máy bay ở độ cao 5.500m. Ông Kalasic đã thực hiện 21 lần nhảy trong 5 ngày vào tháng trước trong cuộc thi ở thị trấn Tây Bắc của Prijedor. Câu lạc bộ hàng không sẽ cho ông mượn dù miễn là ông có giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ. Mong muốn lớn nhất của ông là có được chiếc dù của riêng mình và một chiếc khác sử dụng cho việc huấn luyện vận động viên nhảy dù trẻ tuổi. Kính thưa quý vị, và đó cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp cuối ngày của đài truyền hình IBC. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả, cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình, đặc biệt đối với IBC Home Shopping. Mọi thông tin về những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, xin mời quý vị liên lạc với IBC Home Shopping với số điện thoại quen thuộc là 714-892-5717. Quý khách hàng cũng có thể dễ dàng shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Hà Anh và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị vô lượng an lạc.